Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Đây là một thách thức vô cùng lớn. Đã có rất nhiều tập đoàn, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đến tìm hiểu về quan điểm và lộ trình của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo. Tại buổi tiếp và làm việc với ông In Suk Jung, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Hanwha, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam đã và đang tích cực trong việc quy hoạch điện theo hướng giảm nhiệt điện, tăng năng lượng tái tạo và phát triển hợp lý điện khí. Tuy nhiên, thủy điện hiện hết dư địa, còn điện khí thì không thể phát triển quá nóng. Vì thế, Việt Nam cần đầu tư phát triển thêm năng lượng tái tạo từ mặt trời, gió, sóng biển để đảm bảo cân đối và duy trì hệ thống các nguồn điện. Do vậy, nếu tập đoàn Hanwha vừa sản xuất năng lượng tái tạo, vừa sản xuất điện nền ổn định, có thể hòa hai nguồn điện đó để bán trực tiếp cho doanh nghiệp, thì chính phủ Việt Nam sẽ đồng tình và ủng hộ. Tập đoàn Hanwha là doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực và luôn đứng trong nhóm các doanh nghiệp mạnh của Hàn Quốc, cũng như có tên trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn đã đầu tư nhà máy điện mặt trời và đang liên doanh đầu tư cho dự án trung tâm điện khí LNG tại Việt Nam. Ông In Suk Jung nhấn mạnh, với mục tiêu giảm phát thải CO2, tập đoàn luôn mong muốn và liên kết với Việt Nam, bảo đảm các tiêu chí về môi trường theo cam kết của Việt Nam tại COP26.